Việt Nam Thái Tổ Cao Hoàng Đế, Đức Vua Gia Long. Đấy à? Ủa, cái gì đây? Đây chắc có lẽ là những cái sự thích mà mình nói, có nghĩa là những người thanh niên họ vô đây họ đào với một cái mục đích là họ mong kiếm được những cái đồng tiền cổ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì vào thời điểm này là cũng 3 giờ chiều và mình với lại Kagamen cùng thấy anh tên gì anh? Hả? Anh tên gì? Tên Trí. Cùng với anh Trí ở đây sẽ nhờ anh Trí sẽ lái ghe lái một cái chiếc vỏ lãi như thế này để cho mình ra ngoài biển khám phá một cái hang người ta ở đây người ta gọi là hang tiền, và đặc điểm của hang tiền là như thế nào và tại sao người ta gọi là hang tiền, thì mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ cũng như là anh Trí sẽ đi ra ngoài hang tiền nha. Và đây là một cái hang khá là đặc biệt và mới nên thành thử ra là mình muốn review cho cô bác quý anh chị xem. Mình không phải là đi du lịch nhưng mà mình đến đây để review một cái nét đặc độc đáo của vùng sông nước tỉnh Kiên Giang. Phía trước cô bác quý anh chị là một cái cây cầu, và cây cầu này người ta sẽ bắt nối liền từ bờ bên đây kênh qua bờ bên kia kênh, và đây là nước ngọt hay nước mặn anh Trí? Và để được ra được cái hang tiền này đó thì mình phải đi một cái chiếc vỏ lãi chạy khoảng chừng 5 phút đồng hồ thì mình sẽ ra được phía bên kia hang, và mình sẽ chui đó ở trên cái hang tiền này, nó nằm trên một cái ngọn núi đó đó cô bác quý anh chị. Và mình hỏi hang tiền thì những người mà ở miền sông nước này cũng khó có nhiều người biết được về cái hang tiền, chỉ những người dân ở huyện Kiên Lương này mới biết thôi. Hà Tiên thì hôm qua mình hỏi họ cũng không biết. Con chó kia. Anh bo cua hay ghê á. Bo cua số 1. Cô bác quý anh chị thấy một cái nét đặc trưng của cái người miền Tây á là họ sẽ cắt cái nhà cặp theo những cái con mương như thế này. Và cái công việc của họ ở đây chủ yếu là họ nuôi cắt những cái trại như thế này để mà nuôi những cái con hến nè, con nghêu nè. Đó. Thấy không? Đây là nhà hay là trại anh? Đây là nhà hay là trại? Nhà của ta ở đó hả? Ok. Kênh này là một cái con kênh đào cô bác quý anh chị, nhìn xa nhìn đã lắm luôn á. Và nơi đây thì mình cũng đã tới cửa biển rồi. Và cửa biển ngoài kia nhìn rất là nhiều hòn. Ở Kiên Giang thì đặc biệt là nổi tiếng về hòn. Và ở cái vùng đất mà An Giang đó thì nổi tiếng về núi, còn Kiên Giang là nổi tiếng về hòn. Và đặc biệt cô bác quý anh chị thấy đó là một cái hòn, nó có cái hòn ở đằng kia. Và đây là các bãi bồi nè. Lần đầu tiên mình được đi cảm giác cùng với người dân để mà đi trải nghiệm như thế này. Rất là hứng thú luôn. Một là trải nghiệm, hai là quay cho cô bác quý chị thấy một cái hòn gọi là hòn tiền, hoặc một cái hang gọi là hang tiền. Cô bác quý chị nói về hang tiền thì trước đây có một cái tích rằng là vào thời vua Gia Long Nguyễn Ánh, lúc mà bị quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ truy sát thì ông chạy đến cái vùng đất Hà Tiên này, và chạy đi đến cái vùng đất Kiên Lương này luôn. Và khi đến đây thì ông có cất giữ rất là nhiều tiền bạc và lương thực ở trong đây. Và sau đó thì ông cũng chạy qua bên Sim Thái Lan để cầu viện. Khi mà ông đi đó thì ông bỏ lại tiền vàng ở đây và ông chôn giấu ở nơi đây, thì họ mới những thanh niên sống ở trong cái vùng đất này họ mới đi tìm châu báu, tiền và châu báu, nhưng mà vẫn không thấy. Vì rất là nhiều người đi tìm tiền nên người dân ở đây người ta sẽ gọi là hòn tiền. Hôm nay thì mình có một cái nghe một bạn ở dân địa phương ở đây kể rằng đó là trước đây một nhóm học sinh, một nhóm sinh viên khoảng 5 đến 6 bạn khi đến hòn tiền này du lịch và khám phá để cũng như là may mắn tìm.
tìm một đồng tiền, thì bạn đó mới tìm được một đồng tiền lớn như thế này. Và khi mà đến cái chủ, một cái người chủ đó, người ta mua đồng tiền thì bạn đó vẫn không vào bán, thì đó là một cái đồng tiền duy nhất mà bạn học sinh đó tìm được. Và để tìm hiểu sự thật như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để khám phá đồng tiền và nhìn bên kia kìa. Đây ơi, đẹp quá luôn kìa. Phải nói là thiên nhiên hùng vĩ không cô bác quý anh chị. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, đừng quá khích. Đây, đây. Ở đây, đây là một cái hòn rất là đẹp. Và sau lưng của mình đó chính là hòn tiền. Anh ơi, hang tiền ở đây anh. Ồ, cô bác quý anh chị mình thông cảm nha, mình gọi là hang tiền. Người ta gọi là hang tiền mà mình cứ gọi là hòn tiền. Tại vì ở đây rất là nhiều hòn. Và trong cái hòn này đó thì người ta có một cái hang gọi là hang tiền, như là cái sự tích mình mới kể. Xin cô bác quý anh chị cùng thông cảm nha. Đây là một cái hòn mà cô bác quý anh chị có thể thấy được. Và theo chia sẻ của anh Trí á, thì cái hang tiền còn ở bên kia rất là xa. Và đây là một cái hòn mà nhìn rất là đẹp đúng không? Cảm thấy như thế nào sáng? Đó là phải nói là vùng đất Kiên Giang thì được thiên nhiên ban tặng rất là nhiều. Và đây là một cái vùng đất mà rất là nhiều sản vật ở đây ha. Và gắn liền với những cái câu chuyện lịch sử, gắn liền với sự tích của vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh. Thật ra thì cái vùng đất Kiên Giang này về vị trí địa lý á, thì coi như nó là một tỉnh miền Nam rất nhỏ, vừa có biển, vừa có núi, vừa có đồng bằng, vừa có sông, vừa có nước ngọt, vừa có nước mặn luôn. Và nếu như mà thiên nhiên như thế này mà khai thác vùng đất Kiên Giang khai thác cửa ngõ để cho anh em mình cùng quẹo vô một cái hang tiền. Không biết là ngày xưa như thế nào mà vua Nguyễn Ánh có thể trèo trống để mà vô tận cái hang như thế này. Và đây khá là đáng tiếc khi mà Kiên Giang chưa tận dụng cái vùng đất này là một cái nơi để mà khai thác du lịch. Bây giờ thì mình cũng sắp sửa đến rồi cô bác quý anh chị. Đây là cửa ngõ của hang tiền ha anh. Không sao hết. Thôi lội em lặng. Cô bác quý anh chị thấy không? Nhìn xa xa thì mình anh Trí cho em lên đây cái được không anh Trí? Cho em lên đây cái nha. Em bước lên nha. Sáng cầm. Mình là một cái bậc hậu bối. Hôm nay thì đến đây, đến nơi của vua Gia Long từng đến đây để ở trong hang như thế này. Thì mình đến đây mình cũng thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính cũng như là trước khi vào hang. Thấy đường không Caramel? Có đem móc quẹt không anh? Lấy nhà rồi. Nãy mở quẹt rồi. Có lấy không? Anh bỏ nhà luôn rồi. Chết. Lấy em cái đèn luôn chứ. Để em coi coi, đây là thần Nam Nhạc. Xích lên đây xem. Xích lên. Đây người ta xây một cái những đem gạch đây xây đây ha. Mình lên đây cái. Đây có một cái quẹt. Ai coi có rồi. Này cầm đây coi. Có sáng thấp luôn nha. Anh thấp trước nha. Anh đốc giùm cưng luôn ha. Mỗi một nơi mình thắp hai cây. Vô đây cái lòng hang ở trong đây thì cũng khá là mát mẻ ha. Đây là tượng Quan Âm. Ở đây thì hàng năm khách du lịch nhiều không anh? Cái đầu trong đó xa từ chỗ nãy á. Ở đây sát hơn rồi. Đầu nãy đây
Ở đây ba chân hương ha. Đây thì có một cái nơi để mà thờ vua Gia Long, có một cái di ảnh của vua luôn á, Việt Nam Thế Tổ Cao Hoàng Đế, Đức Vua Gia Long. Thưa cô bác quý anh chị, trước đây thì mình cũng có đến cố đô Huế và được vào cung đình để của 13 vị vua triều Nguyễn. Thì trong đó vua Gia Long là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Sau chính chúa 13 vua, ông có tên là Nguyễn Phúc Ánh và niên hiệu của ông là vua Gia Long. Thì đến khi mà cuối đời á, đến cai trị 142 năm và trải qua 13 vị vua, và cuối cùng là vua Bảo Đại năm 1945. Cô bác quý chị thấy di ảnh của ông nè. Hôm nay thì mình là bậc hậu thế, mình cũng đến đây để mình thắp nhang cho ông ở bên đây nè. Thì trước cái việc mà ông chạy về đây, thì ông đây là một cái nơi, một cái hang cũng khá là ly kỳ với cái chân hương luôn kìa cô bác của anh chị. Thì cái đây có một ngách, thì có lẽ là ngày xưa mà khi mà vua đi đến đây á, thì vua đậu một cái chiếc thuyền ở chỗ này. Phải nói là mình không ngờ hôm nay đến đây, nơi cái hang tiền này, chỗ một cái hòn như thế này, thấy đấy được sự hùng vĩ. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong hang hay cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là anh Trí. Bên kia là nơi thờ vua Gia Long, và phía bên phải đây thì cô bác quý anh chị sẽ, trước khi vào trong hang tiền thì cô bác quý anh chị sẽ thấy sau lưng Bùi Hồ một cái kỳ quan thiên nhiên khá là đặc biệt. Khi hình ảnh mình tượng trưng, mình ngồi nghĩ ra, thì đây tảng đá này với lại tảng đá này, đó chính là hai ông quy, hai hình rùa và đang ló đầu ra. Và cái tảng đá này mặc dù là một khối đá thôi, nhưng mình tưởng tượng ra là một cái con chim phượng hoàng đang cởi lên mình hai ông quy. Cô bác quý anh chị không biết là sẽ nghĩ như thế nào. Đây không phải là sự mê tín, nhưng mà đó là một cái hình thù do khả năng của mình nhận ra được. Và đây là một điều tạo quá rất là hay. Và mời cô bác quý anh chị tiếp theo cùng khám phá những điều bí ẩn bên trong cùng với Bùi Hồ nha. Tôi đi gần lại. Cái hang này thì theo mình được biết thì cái chiều dài của hang này để xuyên qua một cái hòn như thế này thì nó khoảng 100 mét. Và muốn chiến thắng chớ nên tạo chiến trường, muốn thái bình phải dựng nghĩa yêu thương. Cái này chắc ghi sau này ha. Cũng còn khá là hoang sơ. Cái gì anh? Cái này người ta xây cái đá, cái mặt của cái gì đây? Giống tượng Phật chứ hả? Cái tượng sơn của giống như mẹ con á. Đúng không? Giống tượng Phật chứ ta? Đá ta làm á, đi gõ nào? Thôi mình vô sâu vô trong hang thử xem sao nha. Sáng quay có thấy gõ không? Sao rồi? Đây em cầm cho. Thấy gõ không sao? Lòng hang này rất là sâu. Bên đây thì hết rồi. Bít rồi. Này khối thạch nhũ, gọi là núi này gọi là núi đá vôi mà. Cái này là nước mưa, nước nó gì? Nước tạo thành á. Ở đây là những cái khối này nhô nhô lên đó là do sự xoáy mòn của nước biển á, tạo ra những cái khối như thế này. Sáng đi được không? Cargamen. Theo em nghĩ thì để có được một cái lòng hang như thế này ngoài tự nhiên thì trước đây vua cũng thường sinh hoạt ở trong đây, đúng không anh? Và em có nghe một cái câu chuyện là trước đây những thanh niên như anh ở cái khu vực này
thường đi tìm vàng kho báu ở đây. Ở đây hàng tiền đó, người ta hồi nào giờ tao biết ông vô ông giấu tiền nó ổn mà có ai tiền nó không biết chưa có ra. không thấy hả? Ờ, hàng tiền là bởi vì ông giấu tiền á đó. Cái chỗ ở trên kia. Đây nè. Ở sáng cưng cưng gọi gần lại, bật cái đèn cho xem. Ồ này là đã vòi nước nó chạy xuống tạo thành hay anh ha. Đây nè, vẫn còn nước nè, còn rỉ nước nè, thấy không? Camera có thấy được không? Rồi thôi bây giờ bắt đầu đi. Đây nè, đây nữa nè, thấy không? Cái hang này vẫn còn, mặc dù đây là một cái hang đá vôi nhưng mà so với cứ đi gần lại anh mới thấy được cái dáng của anh nó gọi cái đèn chưa? So với phong nha kẻ bàn ở Quảng Bình thì đây cũng là một lối đi nữa nè. Anh đi thường đi lối nào? Đi lối nào bây giờ đi lối này lại đi mà chỗ cái má bên bển này. Ừ. Đây một cái lối đi riêng nè, quay quanh kia coi coi. Cũng rất là sâu ha. Ở đây thì anh Trí thì đây nè chúng ta thấy nè. Khá là đẹp ha. Tạo hóa của thiên nhiên mà. Nó đẹp lắm, cấp trước nó có nhiều cái ấy gì người ta đi tham quan ta khổ hết nè, gãy cấp trước mấy như giống như cái kiếm mấy người đâm ngang ngay nè. Cửa đầu người ta tham quan á, mấy này gãy. Trước đây mình có đi một cái hang gọi là hang ngùm ngao. Sao ra đây, cứ đứng ở dưới này đi. Đứng dưới này gọi. Trước đây mình đi một cái hang gọi là hang ngùm ngao ở tỉnh Cao Bằng. Thì hang ngùm ngao đó có một cái máy úp xuống giống như vòm sen như thế này. Cứ đứng xa ra mới thấy. Vòm sen như thế này mới thấy anh luôn. Rồi ở dưới này mình có thể mình chui vô được nè. Đó. Thấy không? Giống như một cái bát sen úp ngược không? Giống như một bát sen úp ngược đúng không? Giống như một cái bông sen úp ngược á. Mình có tưởng tượng ra được không? Anh có tưởng tượng ra được không? Ở vậy mày nói tao mới biết là tưởng tượng úp sen đó. À. Ừ, anh Trí cũng không để ý hả? Ừ. Có mấy người ta chui vô đó là chụp hình chơi, đó là ngồi để chắp tay. Đây, ở đây người ta vẫn thờ cúng nè. Cô bác quý anh chị thấy đây là gì? Có chân nhang luôn nè. Mình nhìn ra ngoài kia, không gọi đèn, nhìn gọi qua ngoài kia là tối hu luôn. À, thấy không? Sáng ở đây là lên ở trên ngọn núi ha. Còn bên đây anh, hướng bên đây. Đó ngồi đi thử đây, bên đây chỗ là bên đây chỗ là ngoài cầu ngoài nè. Anh có bao giờ anh cắm trại trong này không? Hả? Cắm trại à? Đây sình hả? Ủa tại sao có sình ở đây ta? Nước nó tràn tới đây mà. Nước mặn nó tràn vô tới đây ha. À nước biển á, đúng không? Đây chỗ là một cái mặt thấy cái có nghĩa là mình đã xuyên qua được cái lòng núi đó phải không? Nè, cái này là ô nhiễm môi trường nè. Nè quay gọi đây camera nè. Ngoài tắp gác vô. Ở đây là cái view này người ta gọi là view chụp hình nè đúng không? Rồi, mình đi một cái hướng khác nha. Ở đây là chỗ rồi, cái máy là ngã mình chạy ngang á. Ờ. Ngang cái miếng nãy á. Dạ. Đó, còn cái này là chưa đi vô là nó đây gần như hết cái gì á, chắc không có đường đi nữa. Không có đường đi. Rồi, quẹo qua. Được chưa? Đây. Chết rồi, nay để cái loay cam trên xuồng anh có sao không? Cái gì? Để cái máy bay của em trên xuồng anh. Sao? Ừ. Nè. Này hả? Này hả? Thôi rồi.
nước biển vẫn xâm lắng ở đây. Thấy cái tấm giá không? Thôi cứ đừng nói. Đây. Đây. Ở đây chắc hết lối đi ha. Qua đây tí à. Gọi cái đèn lên. Nãy tới mình ngắt nào mình chơi đi. Cái này gì hả? Tí. Mình đi qua đây được không? Phát phái đoàn. À một đi cái phái đoàn ngày... Một cái phái đoàn người ta đi đến này. Người ta đi ngày mấy ta viết cho đó ra. Người ta viết vô đây. Còn trong đây là gì ta? Đi vô không? Vô được không? Vô vô muốn gì không? Khám phá nào rồi cũng thấy ngày đi qua thôi chứ không có đây. Đi dưới đó nó sình không? Đây vẫn còn sình. Nó dưới đó cái gì ta không biết nữa. Thấy ngàn là thôi chứ đâu có đi dưới đó đâu. Anh Trí là chỉ bây giờ này nè, này cũng khá nguy hiểm rồi thấy không? Ờ này đâu có gì đâu cả. Đây. Nãy mình mới đi được ra đó anh. Quay máy này. Ờ. Quay máy này. Ờ. Giờ mình đi ra hướng này đi nha. Hướng này đâu có được. Mình mới đi. Phải không? Phải. Mình mới đi ra đó mà phải không? Nhìn nhìn cái quốc không? Đâu? Này hả? Cần này nè. Thấy không? Ồ, cái này gì đó? Ôi. Đây mình gọi gặp. Ồ, ở cái tờ người ta xây á. Ta xây đó hả? Ồ giống như hoàng hậu vậy ta. Ha. Lại gần được không? Này là anh Trí qua coi coi tự nhiên hay là xây? Qua coi được anh. Ly kỳ. Cái tượng này ta xây giống như cái tượng xanh là nãy mình thấy vậy đó. Cái này ta xây cái gì chứ đâu nó tự nhiên được rồi. Này ta xây có đá xi măng nè. Ta xây hả? Ừ, có xi măng nè. Có bê tông luôn ha. Bê tông nè. Sắt. Ờ. Ta xây. Giống như hoàng hậu. Một hình người nữ ha. Ừ. Còn cái chỗ của ông vua Gia Long nằm, cái chỗ khúc đằng kia. Chỗ vua Gia Long nằm ngủ hả? Ừ. Qua bên đó đi ha. Ôi sao tắt rồi? Sao tắt đèn rồi? Đưa cái này cắm đèn này đi. Đèn này hết pin rồi. Cái đèn mình nó không có cầm pin nữa nó hết pin nên hình thử là nó tắt bất chợt quay. Và để mà có được gọi thấy không? Xem. Đó là nhà ở đây có mấy nhà không có nước á, ta có cái giếng bớt lắm, họ chỉ cái giếng này. Ở đâu? Cái giếng nước lớn chứ. Ờ. Giếng nước á, đó nước ngọt lắm mà. Ừ. Cái này là gì? Con xay đó mà không có tượng. Tượng đâu? Miếng đá này nè. Đó. Đây à. Ừ. Nó xây đó, biết xây cái gì. Lâu lâu mình lại thấy xây những cái hình tượng rất là lạ. Và đây là người ta đắp xi măng lên hên. Sáng quay là gần lại đây. Ha. Hình như là cầm một cái bát gì nè. Đây nè. Đúng không? Rất lạ. Còn trong đây là gì? Giống như một cái giường ngủ vậy anh. Ôi, ở đây nhìn lên mình thấy được ánh sáng mặt trời từ trên kia gọi xuống luôn kìa. Ừ, nó bọng mà, leo đó rồi mình thấy bọng à. Tới đó là tới đầu núi nó cây nằm trên đầu đó. Ừ. Thôi đi. Rồi thấy được không sao? À, cái hướng này nè mình chưa đi ra nè. Hướng nào
chưa đi ra. Hướng này đi ra nè, còn cái hướng này không biết đi tới đường nữa không, không biết tới đây lận nó hết đường quá. Hết đường, hết đường rồi. Phải đi qua cầu hả? Có. À, có hồi nãy là mình nói trình chưa đi qua cầu nè. Nãy qua cũng đi được đó, cũng chỗ qua. Coi gần gần cái lưng nó mới phản quang lại. Ê à, đây là nguy hiểm nha. Ơi. Đây nè, bể hết nè. Và đây là trước đây mình có coi một cái clip, người ta nói đây giống như là những cái cây xương rồng đang úp ngược. Ha. Đây là cây xương rồng đang úp ngược. Mặc dù hang núi đá vôi này rồi, rất tối. Ngày xưa không biết là khi vua thì ông chỉ thắp bằng đèn sáp thôi, đúng không anh? Vậy quá. Ở đây đẹp quá ta. Đây nè. Những cái khối trên này nè, sáng gọi lên này. Đẹp ha. Đây là những người mà người ta không có một cái ý thức bảo tồn nữa. Đúng không? Đâu có cần bẻ làm chi. Tiếc quá. Cái máy cạnh nó dài dài đẹp. Nó xích xích xương như đó ha. Ờ. Sâu mấy đất kia. Đây cũng đâu lo. Mình cũng thấy một sân. Cái này là như bích rừng hay gì? Chỗ đây có cái đào cái hố. Cái đào cái hố mà không biết luôn cái gì. Cái đào lên tôi để cũng cục chứ. Ai đào? Để gì đào. Anh có biết ai đào không? Kiếm tiền mà. Cái chỗ này chắc cho ông nghỉ á. Cái phòng ổng nè. Phòng ổng đây hả? Ừ. Đúng không? Chính xác không anh? Chính xác rồi đó. Chính xác là phòng của vua nghỉ ngày xưa đó hả? Ừ. Đây chắc có lẽ là như cái sự tích mà mình nói nè. Có nghĩa là những người thanh niên họ vô đây, họ đào với một cái mục đích là họ mong kiếm được những cái đồng tiền cổ từ thời xa xưa. Và đây là cái len nè cô bác của anh chị. Thấy không? Mình xem. Và họ đào không có thì họ lại bỏ hết luôn anh. Họ càng sâu thì thấy mực nước ở dưới kia kìa. Còn cả thước ngoài dưới đá không mà dám môi cả đó là nguyên đống đất luôn. Ủa mà tại sao anh Trí? Tại sao ở dưới này có nước nè? Nước biển đúng không? Họ đã đào xuống rất là nhiều. Họ có đèn cầy nữa nè. Và nhang ở đây. Miếng tờ thờ nó dám nào cái lưng ổng ngồi giữa trong đó á. Cái đẹp. Rồi xích đây xem. Có thể là ông sẽ khi mệt mỏi thì ông sẽ nghỉ ở đây ha. Đây. Lâu lâu mình lại phát hiện ra đây hai cái len cổ đây nữa nè. Có thể là cái này ngày xưa người ta xây cho ông ngồi giữa lưng á. Đúng không anh? Đây hai cái len cực kỳ cổ này sao? Cái len này có giá trị từ lâu đời rồi. Không phải đâu. Đây nè. Đừng có động vô. Có gì đâu. Đúng không? Cái len này có len ở đây mà. Nhưng mà nước biển nó xét phải không? Đây cũng có. Đâu? Anh Trí rồi. Đi đang đứng nhìn mặt nhỏ. Mình coi vết tích của những cái kẻ trộm tiền này coi. Anh Trí. Chào. Anh đi vô đây nhiều lần anh có lượm được đồng tiền không? Không có kiếm đâu. Người ta nói là
tự nhiên đến đúng không? Đừng nên kiếm. Ta cho là mình tự mình thấy à. Ừ. Rồi đây xem. Cô bác quý anh chị thấy không? Giữa lòng một cái hang như thế này lại có những người mong tìm được một cái kho báu. Quay ra, quay giùm anh. Ở đâu quay vô? Quay vô. Cô bác quý anh chị, hôm nay được theo chân của anh Trí, Bùi Hồ đang có mặt ở một cái nơi mà anh Trí anh nói rằng là nơi này là một cái nơi Du Gia Long nghỉ vào mỗi khi mệt. Và những cái người mà họ có ý đồ đổi đời, họ tìm vô đây. Và vật chứng là họ đào những cái len, họ đem những cái len vô đây và họ đào như thế này, một vùng như thế này, hòng mong kiếm được những cái gì đó còn sót lại từ thời xa xưa. Và mình đến đây, mình không nhằm mục đích đó, mà mình đến đây để quay cho cô bác quý anh chị biết nơi này. Chắc có thể theo giả thiết của mình và khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình, thì chính cái nơi này ngày xa xưa, theo những cái dấu tích còn sót lại, thì chính là nơi ông nghỉ. Ông ngồi nghỉ ở chỗ này và quân lính ở ngoài kia. Và kho báu thì ông sẽ để vòng vòng đâu đây. Nhưng mà mình thì không có muốn tìm kho báu gì hết, chỉ muốn đến đây để quay cho cô bác của anh chị thấy một cái nơi mà vua Gia Long từng đến đây, để mà vị vua đầu tiên của triều Nguyễn từng đến đây và trốn giặc ở đây, và ông nghỉ ở trại tại nơi này. Và tiếp tục mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ khám phá những cái nơi huyền bí tiếp theo, cũng như là theo chân của anh Trí. Rồi mới thấy một cái dấu tích ha, coi lại một dấu tích lần nữa. Thôi đừng quay trên rồi. Đó. Quay theo đèn của anh nha. Đây, Kagamen này phải chỉ mới được. Anh Trí anh nói là đừng nên tìm kiếm những gì không phải là của mình. Và mình hữu duyên thì mình sẽ tự động mình gặp được. Cái này gì đó? Việc mà ông nghĩ ở đây á, ở chỗ này nè, là nó tách biệt so với phần ngoài này luôn. Và cô bác của anh chị thấy không? Gọi ngoài người kia, ở này không thấy được ánh sáng luôn anh Trí ha. Một màu tối thui luôn. Giờ đi đường nào?